Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình làm clip này xin công bố đến các bạn là cái kết quả dự đoán trúng thưởng cái cây trầm. Thì mình đã liên hệ với cái bạn này, tức là dự đoán kết quả xổ số con tôm ba cái số cuối giải đặc biệt ngày 26 tháng 11 ấy. Thì là cái bạn có nickname là HT Việt Nam My. Bạn này có tên là Đoàn Đức Long, số điện thoại là như trong ảnh 0167571456. Bạn này ở Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Thì mình đã liên hệ với bạn ấy để gửi hàng rồi. Thì chắc là trong vài ngày tới là bạn sẽ nhận được quà. Thì hôm nay là ngày thứ ba, mình tiếp tục triển khai cho các bạn một cái món quà nữa. Đấy là có một số thân Thủy Tiên Tua, hay còn gọi là Kiều Tua. Thì có thể một số bạn là có rồi, một số bạn là chưa có. Thì trong đây mình lựa những cái cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh để gửi đi cho nó dễ, mà nó rẻ tiền cước cho các bạn nữa. Đấy. Mà cái này loại này nó cũng dễ ghép lắm các bạn, nó có dê có đồ dễ ghép lắm. Cái giá hành của nó cũng bự cũng khỏe. Hôm nay thì mình mở cái chương trình này thì các bạn tiếp tục comment 3 số và chúng ta dự đoán cái giải 7 nha các bạn, dự đoán 3 cái số của cái giải 7 đài xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày mai, chiều mai, tức là chiều thứ tư ngày 29 tháng 11. Mọi người chỉ việc comment thôi. Và ai trúng thưởng thì nhớ comment cả số dự đoán và số điện thoại để mình liên hệ mình gửi hàng nhé. Và cái này hoàn toàn free, mọi người còn không cần phải làm cái động tác gì hết đó. Các bạn chỉ việc comment, mỗi người comment một số và không được chỉnh sửa. Kết quả ngày mai mọi người cùng chơi vui vẻ nha. Các bạn nào chưa biết kiều tua thì có thể tìm hiểu thêm nha. Kiều tua là cái loại kiều nó có hoa vàng nở vào mùa hè, và cái viền môi của nó là có cái tua rua, cái cánh của nó cũng có cái tua rua luôn. Kiều tua dễ nhận biết là cái thân của nó tròn. Đó, nó khác cái thằng kiều vàng, kiều bình thường, kiều kiều vuông là cái thân nó vuông, còn thằng này cái thân của nó tròn đây các bạn. Lá nó đây, lá nó hơi thon chứ nó không có to và tròn như cái lá của thằng kiều vuông. Kiều tua này có nguồn gốc ở con tôm nha các bạn. Rồi, chúc mọi người dự đoán vui vẻ nha.